Hi, xin chào các em học sinh khối 1 thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập của tuần 3 nha. Và bài tập tuần 3 của chúng ta sẽ là bài tập thuộc chủ đề 1 Thế giới mỹ thuật và bài 3 Nét hình mẽ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm bài nha. Rồi, các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập ở trang số 8. Và yêu cầu của bài tập ở trang số 8 này đó là hãy vẽ nét tương tự. Nét của chúng ta có nét ngang, nét dọc, nét xiên, nét cong, nét gấp khúc, nét xoắn, nét đứt và nét viền hình. Rồi, nét ngang chúng ta sẽ vẽ bắt đầu từ trái, kéo một đường ngang qua phải. Và nét dọc của chúng ta sẽ bắt đầu từ trên, kéo một đường thẳng xuống dưới. Nét xiên của chúng ta sẽ cũng sẽ bắt đầu từ trái qua phải, nhưng mà cái điểm kết thúc nó chết lên phía trên một tí xíu. Và chúng ta cũng có thể vẽ nét xiên ngược lại, từ cao chết xuống phía dưới thấp tí xíu cũng được. Rồi còn nét cong thì chúng ta cũng bắt đầu từ trái và vòng một vòng qua phải tạo nên nét cong. Nét gấp khúc thì chúng ta cứ lần lượt quay phiên nhau, kéo lên, kéo xuống, kéo lên. Và chúng ta có thể vẽ cái nét gấp khúc của chúng ta dài hơn bằng nhiều nét kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống hơn. Nét xoắn của chúng ta cũng khá là đơn giản, các bạn chấm một điểm, sau đó các bạn xoắn bút chì ra phía ngoài dần dần thì chúng ta sẽ tạo nên nét xoắn, còn gọi là hình xoắn ốc đó các bạn. Các bạn có thể xoắn qua trái hoặc các bạn có thể xoắn qua phải, tùy theo sở thích của mình. Và tiếp theo là nét đứt. Nét đứt tương tự như những nét ngang các bạn, những nét ngang ngắn nằm gần nhau thì sẽ tạo nên nét đứt. Nét viền hình là nét liền viền một hình vẽ của chúng ta, có thể là hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn hoặc là hình sao, hoặc là bất cứ một hình bất kỳ gì đó mà chúng ta cần làm cho nó nổi bật lên cả hình thì chúng ta sẽ sử dụng nét viền hình. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập trang số 9 nha. Ở bài tập trang số 9 này yêu cầu mình là hãy vẽ nét tự do. Và cô trò mình mỗi người sẽ tự chọn một cái bức tranh theo ý thích của mình. Các bạn thích gì các bạn vẽ đó. Ở đây thì cô sẽ vẽ ngôi nhà nè. Sau đó thì cô sẽ vẽ một cái cây nè. Rồi tiếp theo cô sẽ vẽ một ông mặt trời. Bây giờ cô sẽ vẽ mặt đất. Mặt đất của cô sẽ tạo nên từ ba cái mảng mặt đất khác nhau để cho bức tranh của cô nó sinh động hơn. Rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu chọn màu để làm đẹp cho bức tranh của mình nha. Bức tranh của mình thuộc bài nét hình mảng, cho nên là bây giờ mình sẽ trang trí cái bức tranh của mình bằng những cái nét. Rồi trang trí ở cái thân cây thì cô sẽ chọn trang trí bằng nét cong. Đó các bạn có thấy không? Cong theo cái thân cây. Và trang trí ở cái tán lá thì cô sẽ chọn màu xanh lá và cô sẽ sử dụng nét cong luôn, nhưng mà cô sẽ đan nét cong qua một vòng. Cô đan nét cong qua một lượt như thế này.
Rồi sau đó để cho cái tán lá của cô đậm màu và sinh động hơn thì cô sẽ đan nét cong ngược lại một lần nữa. Tiếp theo cô sẽ sử dụng màu đỏ để cô xử lý cái mái nhà. Và ở mái nhà này cô sẽ dùng nét xiên. Nét xiên qua trái và nét xiên qua phải. Sau đó cô tiếp tục dùng nét ngang để trang trí cho mái nhà. Ở phần tường của ngôi nhà thì đầu tiên cô sẽ dùng màu vàng và dùng nét viền hình để viền ngôi nhà lại để cho ngôi nhà nổi bật. Và sau đó cô sẽ dùng nét dọc để trang trí cho mảng tường của ngôi nhà. Tiếp theo cô dùng màu xanh dương và trang trí mảng tường của ngôi nhà bằng nét ngang chồng lên cái nét dọc hồi nãy đó. Màu sắc của chúng ta có sinh động không các bạn? Cô tiếp tục dùng màu xanh dương để xử lý phần cửa nhà bằng nét xiên trái và nét xiên phải đan lại với nhau. Phần mặt trời thì cô sẽ dùng màu đỏ và sử dụng nét cong. Tia nắng mặt trời cô sẽ sử dụng màu cam. Đầu tiên dùng nét viền hình, sau đó dùng nét xiên trái và nét xiên phải. Phần mặt đất cô sẽ sử dụng màu tím và cô sẽ dùng nét viền hình. Cô viền xung quanh cái mảng đất đó, xong tiếp tục cô viền lại phía trong một cái hình giống như cái mảng đất đó. Và cứ thế cô sẽ viền dùng nét viền hình để trang trí hết cái mảng đất của cô. Rồi hai mảng đất còn lại thì cô sẽ sử dụng màu tím nhạt để cô dùng nét viền hình, cô viền hai cái mảng đất lại. Tiếp theo cô sẽ trang trí cái mảnh đất mé bên trái bằng nét gấp khúc. Sau đó thì cô trang trí nét gấp khúc màu xanh vô những khoảng giữa những nét gấp khúc màu tím. Rồi cái mảng đất phía dưới còn lại thì cô sẽ trang trí bằng nét xiên và nét cong với màu xanh dương. Còn phần bầu trời cô sẽ dùng màu xanh da trời để vẽ các nét xoắn ốc nhỏ nhỏ và đầy trên bầu trời luôn, sẽ tạo nên một cái bầu trời giống như có nhiều mây vậy đó. Rồi bức tranh của cô đến đây là hoàn thành rồi. Cô mong các bạn sẽ cố gắng sáng tạo và thực hiện những cái bức tranh thật là đẹp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập ở trang số 10. Và người ta yêu cầu mình hãy trang trí cho bánh kẹo bằng chấm nét và các mảng màu sinh động. Và đầu tiên cô sẽ trang trí cho cái bánh của mình. Đầu tiên cô sẽ sử dụng màu vàng đất để tạo nên một mảng màu ở phần
bánh bông lan nữa các bạn. Tiếp theo cô sẽ sử dụng màu nâu để thể hiện cái phần kem sô-cô-la phía trên. Ở đây cô sử dụng nét cong nha. Tiếp theo cái phần giấy bọc bánh ở phía dưới á, thì cô sẽ sử dụng màu da. Cô sử dụng nét cong, cô đan lại với nhau. Phần trái cherry ở trên của cô sẽ sử dụng màu hồng đậm và dùng nét xoắn ốc. Và tiếp theo cô sẽ sử dụng màu đỏ để chồng lên một nét xoắn ốc nữa, để cho trái cherry của cô nó đậm hơn, đẹp hơn. Tiếp theo mình sẽ trang trí cây kẹo của mình nha. Đầu tiên cô sẽ dùng màu đỏ và sử dụng các chấm tròn để chấm từ trong của viên kẹo ra theo hình xoắn ốc. Sau đó cô tiếp tục chuyển sang màu cam và tiếp tục chấm tròn theo hình xoắn ốc. Rồi cô lại sử dụng màu vàng. Bây giờ cô sẽ sử dụng màu xanh đột chuối để trang trí cái que của cây kẹo. Cô sẽ đan một lượt nét xiên bằng màu xanh đột chuối. Sau đó cô lại nhấn lại thêm một lượt nét xiên nữa bằng màu xanh lá cây đậm để cái que của cây kẹo mình nó đậm hơn và nó đẹp hơn. Rồi cô lại sử dụng màu xanh lá cây đậm đó, cô chấm thêm một vài chấm ở phần màu vàng của cái phần kẹo. Đến lượt cái kẹo này thì cô sẽ sử dụng màu tím và dùng nét xiên. Sau đó cô sẽ sử dụng màu hồng đậm để chấm những cái chấm tròn vào trong khoảng trống của những nét xiên đó. Hai đầu của viên kẹo thì cô sẽ sử dụng màu xanh thật là mát mắt. Cô hoàn thành bài vẽ của mình rồi nè. Chúc các bạn làm bài thật là tốt nha.